thưa quý vị khán giả, theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, trẻ em khuyết tật là nhóm bị hạn chế khả năng được chăm sóc y tế, khả năng tiếp cận giáo dục cũng thấp hơn nhiều so với trẻ bình thường và dễ bị tổn thương nhất bởi bạo lực xâm hại, bóc lột và sao nhãn. Khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần tác động rất lớn đối với sự phát triển của trẻ, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống, kinh tế gia đình và an sinh xã hội. Nhiều nghiên cứu nhấn mạnh giai đoạn quan trọng mà não bộ có tính mềm dẻo cao và có thể kích thích được trong những năm đầu đời, trong độ tuổi từ 0 đến 6 đóng một vai trò quan trọng cho sự phát triển của trẻ khi được tham gia quá trình can thiệp. Do đó, trẻ nhỏ được tiếp cận các hỗ trợ về sức khỏe và phát triển càng sớm càng tốt. Trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng. Quốc hội đã ban hành luật người khuyết tật vào tháng 6 năm 2010, phê chuẩn Công ước Quốc tế về người khuyết tật vào tháng 10 năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội. Một trong những ưu tiên hàng đầu của đề án là sàng lọc phát hiện sớm và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em từ 0 đến 6 tuổi phát hiện sớm và can thiệp sớm các khuyết tật ở trẻ em, thực tế nó là một cái quá trình bắt đầu từ những cái bước như là sàng lọc, khám, chẩn đoán và can thiệp cho những trẻ em khuyết tật mà hướng tới cái độ tuổi ở trong cái giai đoạn là từ 0 cho đến 6 tuổi. Thì trước hết là liên quan đến cái việc mà các các cái hoạt động sàng lọc. Sang hoạt động sàng lọc các khuyết tật trẻ em chính là cái việc mà chúng ta tìm ra phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường trong cái quá trình phát triển của trẻ còn cái việc mà khám chẩn đoán chính là cái việc mà xác định các cái dạng tật cũng như là các cái mức độ tật và từ hai cái bước đó chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ ba là cái bước can thiệp cái bước can thiệp này chính là cái việc mà hỗ trợ tức là áp dụng các cái hình thức hỗ trợ khác nhau về y tế về giáo dục và về uh, chính sách để mà có thể giúp cho hỗ trợ cho, cho trẻ em khuyết tật cho cha mẹ của trẻ khuyết tật cho gia đình và cho cộng đồng để với mục đích cuối cùng là giúp cho các em có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Phát hiện sớm, can thiệp sớm không chỉ mang lại lợi ích cho trẻ khuyết tật mà còn cho cả phụ huynh, nhà trường và toàn xã hội. Phát hiện sớm các khó khăn của trẻ để hỗ trợ toàn diện và can thiệp sớm là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền của trẻ khuyết tật là một sự khởi đầu sớm để trẻ khuyết tật hòa nhập xã hội thành công như những trẻ em bình thường khác. Phát hiện sớm và can thiệp sớm khuyết tật ở trẻ em nó có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ khuyết tật, cha mẹ của trẻ khuyết tật, gia đình và nhà trường cũng như là đối với toàn bộ xã hội. Về cái đối đối với các trẻ em, việc phát hiện sớm và can thiệp sớm sẽ giúp cho các em giảm thiểu được những cái khiếm khuyết tức là ngăn ngừa được những cái chậm trễ trong cái quá trình phát triển và giúp cho em các em có thể phục hồi và hồi phục lại những cái kỹ năng cũng như là cái các cái chức năng đã đã bị suy giảm và bị mất đi à, đối với gia đình đối với cha mẹ việc phát hiện sớm và can thiệp sớm sẽ giúp cho cha mẹ có được một cái nhận thức tốt hơn về cái quá trình chăm sóc giáo dục và hỗ trợ cho đứa trẻ còn đối với cộng đồng việc phát hiện sớm nó cũng có ý nghĩa rất là to lớn nó giúp cho cộng đồng hiểu hơn về vấn đề chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em khuyết tật và giúp giảm đi những cái sự định kiến sự kỳ thị đối với các trẻ em này và giúp cho em đảm bảo được một cái quyền được uh, đi học quyền được uh, sống quyền được uh, lao động và sinh hoạt được. Thưa quý vị, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền dưỡng Việt Health là tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu cung cấp các giải pháp can thiệp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng. Từ năm 2010, Việt Health đã vận động các nguồn lực để triển khai các hoạt động phát hiện sớm và can thiệp sớm tại các tỉnh Vĩnh Long, Bắc Giang, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai theo hướng dẫn phát hiện sớm can thiệp sớm khuyết tật trẻ em của Bộ Y tế và học hỏi các kinh nghiệm quốc tế với sứ mệnh phát triển và và chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì trong nhiều năm vừa qua thì việt heo đã phối hợp với lại nhiều đơn vị nhiều tỉnh trong cả nước để triển khai các cái mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở trong đó thì chúng tôi triển khai các cái mô hình về phát hiện sớm can thiệp sớm cho trẻ có khuyết tật và đặc biệt là ở trong cái mô hình phát hiện sớm can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật thì chúng tôi tiến hành các cái hoạt động như sàng lọc cộng đồng, khám, đánh giá và chẩn đoán khuyết tật cho trẻ khuyết tật và thực hiện các cái hoạt động can thiệp cho trẻ khuyết tật. Tại cái mỗi tại mỗi bước về thực hiện cái mô hình phát hiện sớm can thiệp sớm thì Việt Heo thực hiện các cái hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ đối tác ở địa phương nhằm nâng cao cái năng lực thực hiện phát hiện sớm can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Cụ thể là ở bước sàng lọc thì chúng tôi thực hiện các cái uh, hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ về uh, khuyết tật trẻ em và sử dụng các cái công cụ sàng lọc để tiến hành sàng lọc cộng đồng và các cái cán bộ khi được tập huấn về sàng lọc sẽ tiến hành sàng lọc khuyết tật cho trẻ em ở tại địa phương của mình uh, trong cái uh, hoạt động tiếp theo ở trong cái mô hình phát hiện sớm can thiệp sớm là chúng tôi uh, thực hiện khám và đánh giá và chẩn đoán khuyết tật cho trẻ các cái hoạt động này thì sẽ được thực hiện bởi các cái chuyên gia đến từ các cái trường đại học đến từ các cái bệnh viện tuyến trung ương nhằm khám để để xác định cái tình trạng khuyết tật, mức độ khuyết tật đồng thời đưa ra các cái chiến lược can thiệp phù hợp với dạng tật cho trẻ. tiếp theo là khi mà trẻ đã được xác định được khám bởi các chuyên gia thì chúng tôi tiến hành các cái hoạt động can thiệp cho trẻ em khuyết tật. Hoạt động can thiệp thì chúng tôi sẽ tiến hành thông qua đội ngũ cán bộ ở tại địa phương đã được hỗ trợ để nâng cao năng lực về giáo dục, đặc biệt về phục hồi chức năng nhằm để có cung cấp cái dịch vụ có chất lượng cho trẻ em khuyết tật. Để triển khai cái thành công mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm thì chúng tôi nhận thấy rằng là sự phối hợp của ba ngành lao động, thương binh, xã hội ngành y tế và ngành giáo dục là vô cùng cần thiết vì trẻ khuyết tật thì cái là các cái nhu cầu rất là đa dạng chính vì thế là cần phải có sự phối hợp liên ngành giữa các ngành để đảm bảo là các cái khía cạnh hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật được đảm bảo tự xác định vai trò là đối tác hỗ trợ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc chăm sóc và cung cấp dịch vụ cho trẻ khuyết tật để cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ và gia đình. Việc theo triển khai các hoạt động phát hiện sớm và can thiệp sớm với mục tiêu xây dựng năng lực phát hiện sớm và can thiệp sớm cho các địa phương, cung cấp dịch vụ phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, truyền thông nâng cao nhận thức về sự tham gia của cộng đồng, các cơ quan ban ngành các cấp về các hoạt động phát hiện sớm và can thiệp sớm xây dựng tính bền vững của các hoạt động phát hiện sớm và can thiệp sớm. Có thể nói với hơn 5 năm triển khai dự án Distin tại tỉnh Tây Ninh, công tác phát hiện sớm can thiệp sớm đã từng bước định hình và phát triển vững chắc, thể hiện qua năng lực thực hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm tại cộng đồng. Kết quả hỗ trợ và chính sách của địa phương trong đó đội ngũ cán bộ của ngành y tế và giáo dục đóng vai trò quan trọng trong công tác cung cấp dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật tại tỉnh Tây Ninh. Đến nay mạng lưới cán bộ cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm đã được hình thành mạng lưới rộng khắp từ tỉnh đến các xã phường. Năng lực thực hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm. Năng lực thực hiện sàng lọc, 731 cán bộ, nhân viên và giáo viên các ngành giáo dục, y tế và lao động thương binh và xã hội được tập huấn nâng cao nhận thức về khuyết tật trẻ em, kiến thức, kỹ năng và công cụ thực hành sàng lọc trẻ có dấu hiệu nghi ngờ khuyết tật. Trong lĩnh vực y tế, Dự án đã hỗ trợ xây dựng năng lực khám, xác định khuyết tật, năng lực can thiệp ngôn ngữ trị liệu, năng lực phục hồi chức năng nhi, hỗ trợ thành lập 9 phòng ngôn ngữ trị liệu nhi tại các bệnh viện và trung tâm y tế, trong đó có 3 đơn vị tại tỉnh Tây Ninh. Trong lĩnh vực giáo dục, 41 giáo viên được đào tạo cử nhân giáo dục đặc biệt, 52 giáo viên được đào tạo về đánh giá phát triển, gần 500 giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục đặc biệt, hỗ trợ thành lập 6 phòng hỗ trợ hòa nhập Tại các trường mầm non của tỉnh Tây Ninh, một số kết quả quan trọng trong cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại ba tỉnh của dự án. 209.855 trẻ được sàng lọc, 9.185 trẻ đã được khám đánh giá xác định khuyết tật. 4.871 trẻ khuyết tật nhận được các dịch vụ can thiệp về giáo dục đặc biệt, phục hồi chức năng, chuyển tuyến và hỗ trợ dụng cụ thông qua các hành động thiết thực của các ngành chức năng, của các tổ chức cá nhân và sự quyết tâm, nỗ lực từ phía các gia đình, chúng tôi tin rằng trẻ khuyết tật có cơ hội được cải thiện về tình trạng sức khỏe của mình, từ đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời hy vọng trong tương lai, việc heo cùng các tổ chức xã hội khác có một nhiều chương trình, dự án hỗ trợ trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Nhận thức của cộng đồng về công tác phát hiện sớm, can thiệp sớm có nhiều chuyển biến tích cực. Trước đây khi dự án mới triển khai, rất nhiều phụ huynh không chấp nhận con mình có các khiếm khuyết hoặc cho rằng con mình không thể làm được gì. Thì đến nay, phụ huynh đã chủ động tìm kiếm dịch vụ để can thiệp cho con, tích cực phối hợp can thiệp cho con tại nhà. Thưa quý vị khán giả, trẻ em khuyết tật ở Việt Nam là những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt và phần lớn xã hội cho rằng các em không có khả năng làm gì nên trẻ khuyết tật thường bị loại ra khỏi mọi mặt đời sống, chưa được chăm sóc sức khỏe thỏa đáng, ít hoặc là gần như không có bạn bè, không được hưởng các cơ hội học tập. Phát hiện sớm các khó khăn của trẻ để hỗ trợ toàn diện và can thiệp sớm là điều kiện tiên quyết để đảm bảo quyền của trẻ khuyết tật, là một sự khởi đầu sớm để trẻ khuyết tật hòa nhập xã hội thành công như những trẻ em bình thường khác. Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây sẽ được tạm dừng chuyên mục sức khỏe cho mọi người được phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút các ngày chủ nhật của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh TTV 11 và trên các hạ tầng số YouTube Fanpage và website chính thức của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau thân mến chào tạm biệt.